Survival. You lost all. I lose to Mass Hunter and 4, 6, 6. And 6 Mass and Survival. And I'll draw and win. Má mà mình chơi vậy mà cũng không có một đội trận thắng luôn á. Có. Để tính hết cái tổng trận thắng cả ngày hôm nay chơi Hunter nè, 2, 2, 3 trận thắng Hunter, thua 2 trận Hunter. Thế chơi còn Hunter nó khó chịu lắm. Phải thắng còn rồi. Còn lại 3 trận là hòa hết. Nè, survival nè. 6 trận thua. 6 trận thua do đồng đội bóp hết. Đúng 1 trận thắng duy nhất. 1 trận hòa. Bro, a gameplay like this. 3, 2, 1. You're dead now. Phải biết. Easy. Má ơi, chàng này chưa đang chẳng khó hay sao ấy trời. Cá phụ tao sắp lên S vậy sao? Cá phụ tao top 14, 15 vậy sao? Tao không hiểu sao nấy cái trận nãy mà tao cai được ít nhất 2 máy mà vẫn không có kịp. Trời. Giờ tao khóa dính máy của thằng kia kìa. Dính máy của thằng Spam nhỏ nhỏ đó. Với lại cái thằng Yukin nè, nó không có giải máy một. Giải máy thứ hai. Chán. Lúc cứu mày thằng Kha là 3 đứa đi cứu á. Chứ mà 1 đứa nè. Bro, this throwing. À, còn đỡ hơn thua. Mày thua toàn mấy trận thua gì đâu. Oh, like that á. Tự nhiên lại kết bạn đại với mấy cái con tóc gây xa cái tự nhiên cái con tóc 3 cái con tóc 7 nó đồng ý mẹ. Thế xúc nhiên con la sới đẹp dữ thần luôn á. Má đâu phải nạp. Nhà nê châu ta đi gacha để lấy thêm đá. Đổi mua thêm cái phụ kiện bằng nê châu luôn. Phụ kiện như cất gì á mẹ, lúc đầu tưởng đâu phụ kiện chắc đẹp lắm mẹ, vô mua dùng thử như cất gì á. Ai thề luôn, cái con tiên to bị bỏ đi là vừa đấy, cái hiệu ứng thì được nhưng mà nó mờ nhạt quá. Mua cho có thôi, mua sưu tầm thôi, chắc phụ kiện nó như cất đúng nghĩa luôn. Tao thấy mấy comment ở trong YouTube ấy toàn bảo là phụ kiện đẹp, mà tao thấy cái phụ kiện lửa nó còn đẹp hơn. Cái phụ kiện đó không phải là xấu nhưng mà nó nhạt quá đúng không? Hey, what you talking about that? I still streaming, guys. Well, we talking about the new asset, female dancer. New asset, female yes. Dancer. Yeah, it's yeah. Ugly. Why there is a fiery on the box? I thought it's pretty. It's not that good. Not that good. Không thể nào một cái phụ kiện nào mà có thể thay đổi được màu hay sao nhỉ? Chỉ có đỏ, hồng, xanh là... Nó cũng không có thay đổi giai điệu luôn như con composer nhỉ? Hoặc là cho hiệu ứng đát luôn. Cái hiệu ứng đát là cái thứ to không mong chờ nhất mà cũng không có. Má, bữa nay tao thua 2 trận gây xa áp nhảm do hitbox. Tao đứng bên cạnh nó, tao đánh phục tới 4 là cái nó vô từ ballet, nó đạp tao bước ballet, cái tao thua luôn. Mày main gây xa mà máy mày hay lắc nữa thì sao chơi nổi. Đâu, mới bây giờ tao chơi gây xa tao nghĩa bị lắc rồi. Mà thường tao thấy mày hay lắc lắm. Finally, I defend better. Hey, miss!
Strategy, yes. I learned that camping trick from top one gamekeeper. I will. Oh, can walk through here. My position not good then. How he not see that trap there?